Nào, đây nhá, là chơi cái đô một con mực. Tao cũng điên. Chơi hết 3 dạng. Thế ví dụ tao mất luôn cho thằng Kiên thì thôi, tao loại luôn. Còn mày thằng Kiên chơi với mày, thằng Kiên được cái ấy. Nào, chơi chưa? Không yêu rồi. Suy. Đi xem xe thế nào. Suy như nào? Mang suy thằng nào nhất nhất là đấy là được cái ấy. Còn nhất tiếp theo là 1, 2, 3. Chết. Hai đứa mày. Tao bét là tao sẽ chọi đầu tiên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ui, ra đây, ra đây. Nằm xuống. Nào. Đây. Đây. Điếc, đặt xuống, đây đây. Để nó ra mà. Đây. Đấy. Đứt cái chắc rồi. Ôi. Thằng xẻ mất một con. Tôi cảm thấy có đang đập vỡ đầu vào lòng các bạn. Xẻ mất một con mực kia.